Xã Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay chúng tôi đang đứng ở xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì ở đây có một cái lô đất view hồ, cái hồ này là hồ sông Dây nhé. Và cũng có cởi mở với quý vị luôn một cái thông tin là cái đường ven hồ cái người ta chuẩn bị làm. Đó, đường ven hồ là cái chỗ hết cái đám bắp này, đám ngô này đến cái chỗ bờ cỏ này. Đó thì là đất đấy đã được thu hồi, là đất của nhà nước rồi. Còn phía dưới đấy là đất lòng hồ. Thì sẽ có một cái dự án cho cái đường lòng hồ để làm cái con đường ở phía đó. Đường ấy rất là dài. Làm nếu mà hết huyện Xuyên Mộc này thì hình như là khoảng 20 cây, 19 cây mấy ạ. Thì đây có cái lô đất mà cái đường vào đây, đường vào đã hiện hữu đang rất là rộng này. Rất là thoải mái luôn. Ô tô tránh nhau là còn rất là dư. Đó. Thì lô đất của mình sẽ bắt đầu từ mấy cái cây đây chắc gọi là cây bông mà đến đám bắp này. Và cái lô đất này diện tích nó cũng nhỏ nhỏ, giá nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Lô bắp này dài đến tận cây điều và hết cả cây điều kia luôn. Lô đất là hình tam giác nha quý vị nhé. Lô đất là hình tam giác. Thế thì diện tích là 1 sào 8. Đó thì đường hai bên đều có kè mương để thoát nước mưa rồi, không bị sợ bị xói mòn. Lô đất này hình tam giác và giá đang chào bán cho lô đất này là 1.250.000 quý vị nhé. 1.250.000 cho cái lô đất 1 sào 8. Mà trên sổ thì bây giờ là đang có sẵn hai sổ. Còn có một thửa nữa đang chủ đang làm sổ. Thì chắc đôi ba tháng nữa thì sẽ có sổ. Thì quý vị nào quan tâm thì có thể đặt cọc trước. Sau khi đặt cọc xong thì sau này chủ ra sổ thì mình có thể là mình lấy đi công chứng và nhận cả ba sổ luôn. Lô đất này nó hình tam giác thì sau này nếu mà sau khi làm cái đường phía ngoài cái bờ cỏ kia thì lô đất này sẽ có hai mặt tiền luôn. Một mặt tiền đường hiện hữu đằng sau này, một mặt tiền phía mặt tiền hồ luôn. Đó, sau khi mà làm xong cái đường đấy rồi thì cái quang cảnh ở phía đấy được dọn sạch thì cái view hồ của mình lại còn đẹp nữa. Đó, hồ sông Dây này bây giờ trời mưa thời gian gần đây nước lên rất là đẹp. Đó, thì lô đất này nó cũng cao nữa, nó hơi dốc thoải thoải xuống mặt hồ nên cái view là tương đối tốt. Đó, thì quý vị nào quan tâm những cái lô đất view hồ nghỉ dưỡng mà giá lại nhỏ nhỏ 1 tỷ mấy với cái tầm này thì cũng ít nha quý vị nha. Đa số những cái lô to thì người ta cũng bán cái giá khá là cao. Đó. Thế thì đây là một cái lô cũng tương đối đẹp, đường xá thuận lợi. Quý vị nào quan tâm thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới. Quý vị có các nhu cầu khác thì cũng có thể để lại số điện thoại để chúng tôi sẽ tư vấn thêm. Nên quý vị nào chưa bấm đăng ký kênh thì mà lại quan tâm đến những cái sản phẩm bất động sản thì có thể bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi thì sẽ có được những cái sản phẩm đầu tư tốt hoặc là những sản phẩm ưng ý về nghỉ dưỡng hoặc là mua để dài hạn. Thì xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.